Bạn nghĩ lớn cũng được, bạn ước mơ lớn cũng được, nhưng tôi xui bạn là hãy hành động từng việc nhỏ cho thật tốt. Và sai lầm lớn nhất của một số bạn giới trẻ bây giờ bị cài cắm những thứ nguy hiểm vào đầu là nghĩ lớn, làm lớn. Nghĩ lớn nhưng mà làm nhỏ thật tốt thì rồi nó sẽ thành lớn, chứ không phải nghĩ lớn làm lớn. Vì tôi nói với bạn là lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là hai mặt, nó ảnh hưởng đến nhau ghê gớm. Tức là bạn muốn làm lớn nhưng trí tuệ của bạn chưa làm được việc nhỏ thì sao bạn làm được việc lớn? Vậy chúng ta phải tập làm việc nhỏ, nó thành công từng việc một. Và không tin, bạn hãy lần lại tất cả cuộc đời của những tỷ phú, họ đều làm từ những việc nhỏ rất tốt. Để có được chuỗi cà phê Trung Nguyên, anh Vũ anh làm cái quán cà phê đầu tiên rất tốt. Để có được một chuỗi phở ngon thì cái người đấy họ làm quán phở đầu tiên rất tốt. Vậy tôi khuyên bạn, nghĩ lớn được, ước mơ lớn được, nhưng phải sống trong hiện tại. Bạn phải làm cái việc hiện tại mà bạn đang nắm giữ này, nó phải thật tốt. Bởi vì nếu việc nhỏ bạn chưa làm tốt được, đừng mong làm được việc lớn.